Mình giờ thì ảnh hưởng ngay cái đầu não nó chị đang là chính có buồn ngủ thì nó có ảnh hưởng gì nó ngủ. Vậy ngon. Vân ơi, gọi đi. Gọi chị ơi đi. Ngày ngon rồi nhầy, Vân thành ngon lắm rồi nhầy. Ăn uống được mẹ. Ba hôm tìm thuốc là phải ngon. Không biết đi vậy. Khám thì lo, đi khám mới yên tâm được. Và bà Tiến làm chứ à? Đi làm gì, có bệnh gì mà đi vào, đi mà yên bệnh chứ. Bà bảo là ba mà đi khám đầy bệnh. Đầy bệnh nó ra bệnh mà mình chữa chứ. Đầy bệnh thì biết sớm uống thuốc thì nó đi. Thì uống như này. Có tiền những gì mà bọn đi kiểm tra đi. Bọn đi để, mình không có tiền. Đi không ngừng có tiền. Lúc mà cổ thì nó cũng chết. Lết lên kiểm tra nặng quá đầu ăn đánh cục rồi thì nằm con nó cục đấy. Nó đánh cục, ô ô ô, ông ấm ấm. Đi về thì thôi, đi đi cái bên các anh chửi. Đây nói chuyện ở đây nghe vậy. Tiền bạc đi chửi ra đã bảo vậy thành thích đi. Tiền tao tao đi. Tiền bạc là tiền còn giả. Tiền bạc đi là tiền điện thoại. Nó cứ như cái đồng. Nó cứ như là tiền bạc nó cứ nhổ ra. Uống kẻ nhã, tao mới bỏ tao ra. Uống ra cho tao ngã. Rồi tao xuống nó nhặt nó cho khỏe như thế này thôi mà. Cũng chè như vậy, nó tâm này. Chưa chôn được à? Chưa tiền kia, chưa được đấy.